từ giải nội môn lần trước đến bây giờ chúng ta lại tổ chức được cái giải tiếp theo, giải nội môn lần này. Bài và khác nội dung thi đấu khác đấy là đấu giải truyền thống. Như lần trước là chúng ta đấu cờ nhanh và cờ chớp, hiện nay chúng ta có một tổ chức một cái nội dung khác. Điều cũng xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn là chúng ta có rất ít cái thời gian để tập cái nội dung này, hầu như trong giờ học buổi tối này chỉ có thể tập được nhanh và cờ chớp thôi. Thì mục đích của giải lần này là có một số mục đích và ý nghĩa như sau. Thứ nhất là phát triển phong trào tập luyện của các em học sinh của lớp tôi. Thứ hai là tăng cường tình đoàn kết giữa các bạn với các lớp, và tăng nữa là của các phụ huynh. Là mục đích quan trọng nhất là đánh giá công tác luyện tập, đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho giải các giải trong nước và quốc tế năm tiếp theo 2017. Thì với cái mục đích như thế, mong rằng tất cả các bạn, các học sinh xác định được đúng để đánh nghiêm túc. Như thầy đã nói với các bạn rất nhiều rồi, huy chương không phải là quyết định do mấy ngày thi đấu, mà do trong cả năm chúng ta tập luyện. Muốn giành huy chương hay không là quyết định ngay từ những lúc bây giờ. Các bạn tập luyện tốt từ bây giờ thì đương nhiên là đến năm sau thi đấu là các bạn sẽ có thành tích. Và nếu các bạn chỉ hy vọng là đến năm sau vào trong mấy ngày thi đấu chúng ta mới cố gắng không thể được, đúng không?